Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại nhà bè. Mới đến nhà bè thì nghe nó xa xôi nhưng mà vị trí rất là đẹp, cách quận 7 chỉ một bước chân. Và có rất là nhiều thông tin mới là hiện tại nhà bè có thể là lên thành phố, là một thành phố Nam Sài Gòn, trong lòng thành phố Sài Gòn. Thì hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho quý vị một cái dự án rất là đặc biệt, dự án mang tên là Thái Sơn, quận Phước Phòng. Và là con đường chính 20m của cái dọc đường của Thái Sơn này. Thì đến bên tay phải của Phước Sửu là trường tiểu học Lê Quang Định. Thì trong khu dân cư này có một trường tiểu học rất là lớn là trường Lê Quang Định này, với là ban bạc tì và thêm một con trường mẫu giáo Hòa My nữa rất là lớn. Và hai cái trường gọi là trường của huyện Nhà Bè này là trường Tiêu Vũ Trang này, là xe cộ đi lại rất là nhiều. Và Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một cái lô đất trên mặt tiền đường này luôn, là cái đường này đường 20m. Thì trên cái đường này nè thì có một lô đất với diện tích là 10 x cho 25. Và một điều đặc biệt là lô đất này là lô đất nằm trên mặt tiền đường này và gọi là gốc trên mặt tiền, nên có là rất là hấp dẫn luôn cho quý anh chị để là sở hữu ở đây, là gọi là đầu để đầu tư. Khi mà quý anh chị mà sở hữu lô đất này với một cái mặt tiền đẹp như vậy đó, xe cộ qua lại đông như vậy đó, thì anh chị có thể xây dựng rất là nhiều công trình ở đây, như là làm shophouse này, làm nhà hàng này, làm có thể làm trường học nhà trẻ mẫu giáo, hoặc đó là làm xây dựng công căn hộ cao cấp cho thuê, hoặc đó là có thể xây lên để làm cho ngân hàng hoặc là bách hóa xanh để thuê mướn. Thì với cái vị trí đẹp như vậy thì pháp lý của dự án như thế nào rồi, thì quý anh chị hãy yên tâm đi. Đối với dự án này á thì pháp lý đã chỉnh chỉnh gần như 100% rồi. Ở đây cơ sở hạ tầng điện nước gần như là ông hết toàn bộ ha. Và điều đặc biệt là đây là những cái con đường ở đây là với cái vỉa hè rất là rộng, và những cái lòng đường thấp nhất, lòng đường xe hơi di chuyển thấp nhất là khoảng 8m, nên xe hơi di chuyển rất là dễ dàng. Và một điều đặc biệt này với cái vị trí của cái dự án này là kết nối rất là gần. Kế bên đây là một cái dự án của dự án Metro City, 350 hectare. Và dự án này là một dự án gọi là trung tâm điện của Nhà Bè, bởi vì hiện tại Nhà Bè đang gọi là còn gọi là vùng trũng bất động sản, còn giá còn thấp hơn nhiều so với khu vực Thủ Đức. Thì quý anh chị khi mà lựa chọn dự án này đây là một thời điểm đầu tư rất là tốt rồi. Thì Phước Sửu thì chuyên về cái khu vực, thì Phước Sửu giới thiệu đây quý anh chị và cái sản phẩm này với cái diện tích ở đây khoảng là 10 x 25 và cái cách xây dựng là một trệt hai lầu và sân thượng, và cái mặt đường phía trước là 4m, phía sau là 3m và bên hông là 2m5. Thì quý anh chị ở đây sở hữu nguyên một cái biệt thự rất là lớn trong một cái cụm tại đô thị ở đây là rất là nhiều dự án. Và riêng cái dự án của Thái Sơn của Quốc Phòng này thì có khoảng hơn 50 hectare nha. Và toàn bộ ở đây là xây dựng những cái biệt thự giống nhau với tầng 1, thì gần như quý anh chị lạc vào khu dân cư cực kỳ đẳng cấp, bảo vệ 24/24 và rất là an ninh tuyệt đối luôn. Là một cơ hội đầu tư rất là tốt. Quý anh chị hãy nhấc máy ba lô ngay cho Phước Sửu để nhận thông tin đầy đủ, và đặc biệt là sổ hồng cho quý anh chị có thể là hỗ trợ vay. Một cách kết nối thì quý anh chị xuống bên dưới trong cái phần mô tả, Phước Sửu đã làm những video chuyên về mô tả rất là chi tiết về cái khu dân cư này, và trong cái phần comment cũng có luôn nha quý anh chị. Quý anh chị hãy cần ký gửi hoặc là mua bán khu này alo nhấc máy cho Phước Sửu là sẽ sở hữu được một lô đất cực kỳ đắt giá tại khu vực này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau ạ.